tự gài trắng dám lăng loàn như xưa. Xa hương đặng khước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Có nghĩa là trước đây thì chú vẫn có thời gian nhộn nhẹt nhiều. Dạ. Bây giờ con bỏ chú. Dạ. Cũng vì nhộn nhẹt. Dạ. Thì sau này chú về già thì chú vẫn còn nhậu, nhưng mà lúc đó chú xuống đây thì sống thì người ta không có thương. Dạ. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại cầu Thiện Mỹ thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, huyện Hưng của Bắc Tôm á cô bác quý anh chị, huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang. Và đây là một cái cây cầu, đây là cây cầu Thiện Mỹ nè. Và hôm nay thì cái hoàn cảnh của chú này đang sống ở dưới gầm cầu này. Thì trước đây chú này á thì Bùi Hồ đã có quay rồi, thì hôm nay mời cô bác quý anh chị mời thăm chú còn sống ở dưới gầm cầu này. Trước đây thì nghe nói chú cũng nhậu, hôm nay thì nghe nói hoàn cảnh rất là tội nghiệp luôn. Ồ, ở dưới đó cầu hến kìa. Chào chú. Dạ chào chú. Con chú ơi, con chú. Ăn cơm gì chú còn? Dạ thương cá mà cá qua mua có cá sát bưng nó ăn. Cá sát? Dạ. Mua ăn? Dạ. Thì chú tự nấu cơm củi luôn hả? Dạ. Ôi ơi. Đang ăn gì ăn dở hả chú? Dạ không sao đâu, có gì nói thêm nói thì không sao đâu, không sao đâu, đừng tự nhiên đi. Ừ. Chú cứ tự làm việc đi. Dạ. Làm việc đi. Chú còn là năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 70. 70, năm rồi là con gặp là 69. Chú còn có nhớ con không? Không. Mắt con mờ nhìn không rõ, không nhớ. Dạ. Nói gì nó nhớ, thôi con rồi nói tiếp đi, nói cứ việc còn việc. Cứ việc còn việc. Ừ, ăn nắng chứ. Trước đây nhậu, bây giờ còn nhậu không chú con? Nghỉ rồi. Nghỉ lâu chưa? Nghỉ cũng mới đây cũng cả năm, cách rồi năm mà. Năm trước con về con ấy chú còn nhậu mà. Ờ, rồi rồi đó. Hả? Dạ. Hôm ngày sống ở đây mưa gió sao chú con? Mưa tạt hay. Mưa tạt. Không có tạt. Bên này có rừng bạc không tạt ha? Bên này không có rừng không tạt, bên này tạt, bên này gắt hết rồi. Gắt hết rồi. Dạ. Rồi hôm ngày chú có làm thuê làm mướn gì sống không? Đâu có làm gì đâu, sớm bây giờ thấy có rạo ăn, tôi có người chú đỉnh cá ăn đau nữa. Vì sinh ta có thể uống. Bệnh gì chú? À, tim mệt với là có một thử ăn không mạnh không, thử đá không được chứ. Ừ. Con chú, vợ con chú có ghé hỏi thăm chú không? À, không vợ con chứ. Dạ? Không có vợ con chứ. À, hôm trước chú nói có mà. Đâu có. Không có hả? Không có. Chú có vợ con rồi. Nhưng mà trước đây chú có vợ con hay gì mà? Không có. Ủa con nhớ chú có vợ con hay mà chú giấu con không? Tạp sát gì đó rồi cũng thôi rồi chứ đâu. À đúng rồi. Không ở. Nhưng mà con của chú hồi đó giờ bỏ luôn, không thăm phải không? Không. Tạp sát thì mẹ nó làm sao làm, nó đâu có thân thuộc gì đâu. Tạp sát ở nhau sau khu đâu có cửa rồi nó đi. Đi lẻ lẻ luôn làm cũng hay gì. Chú có mấy người con? Có đứa gái bọt bả nó ở đó, chứ rồi nó trồng đông luôn không gạnh. Bây giờ chia tay lâu quá không nhớ luôn hả? Không nhớ luôn. Con tôi bây giờ tôi ví dụ như nhỏ đó, con tôi đó mà ví dụ đó. Mà giờ lại gần tôi không biết nó là con không. Cái tình đó, nó không gạnh. Cái mẹ nó lại sao rồi. Giờ cô bác sống mình đây gì nè. Thì thật nó hỏi cô bác có gì tất cả cái thương tôi lắm đấy chú luôn. Lúc trước thì nhậu thì người ta không có thương ha. Lúc trước là còn trẻ còn nhậu, lúc đó con gặp năm rồi vừa rồi là chú còn nhậu ta không có thương. Rồi, ít giúp. Ừ. Còn năm nay? Năm nay giúp là gai. Giúp là gai. Ngày người ta cho chú được nhiều không? Khi chú có gạo rồi ăn 5-3 ký, 2-3 ký, thì cũng có gạch cột ngàn luôn. Hôm trước con lại với chú là có một chú nhậu với một người bạn. À. Lúc đó chú cũng xỉn xỉn rồi. À. Là mấy lần sau con cũng có xuống ghé thăm chú. À. Nhưng mà chú không có nhà. À. Chú cũng đi vòng vòng á. Dạ. Đúng không? Đúng. Mà chú thì không có điện thoại để con liên hệ. À, không, chú không biết gọi điện thoại. Ừ. Rồi hành thử là có mạnh thường quân trao tiền, con cũng không biết sao con trao chú luôn. Dạ.
rồi mấy lần đó cũng con quay lên cũng mấy lần rồi sau đó con quên luôn. Hôm nay nghe bạn con mới nhớ lại. Rồi hôm trước bây giờ chú gọi đi làm mướn gì hết nổi vậy hả? Làm 70 tuổi giờ làm mệt quá, mệt hung hai giờ hai đầu bốn rồi. Mình tiêm nữa. Tiêm gì mà chứ mà tự ăn được chứ mà nhức. Nhức mỏi hả? Chạy già chạy nhức mỏi. Bây giờ chú còn có đất cát, anh em chú còn thì sao? Họ không còn. Anh em thì về đó cha mẹ còn lại lấy tết hết rồi, bây giờ để lại anh em có cục có hai anh em tết nhà người ra hơn con nhỏ hai ba thứ vợ trên mình một cô nhà cô quýt vợ đó tôi có đậu đậu mấy ngày em mình chú vợ bà già còn sống bà già mất rồi luôn thì em có gia đình bây giờ tập tội quá rồi nó dễ thương có tiếng tôi ở thì tôi xuống giờ không không có vợ ở cũng cần vợ thì nói gia đình có vợ rồi nó có khó khăn tôi xuống giờ cần vợ. Thấy buồn không chú? Cũng sáng quên cũng vậy. Dạ. Ngày chú ăn cơm hai mấy cỡ? Hai cỡ 6 triệu. Ngày ăn được mấy chén cơm? Bữa ăn được 2 chén. Rồi mấy nồi trong đó nồi gì chú? Nồi không, con nồi cá. Đâu lấy cho con coi với. Đó kho của con. Rồi nồi nồi không. Người cá, tiền đâu chú mua cá? Ta cho lên nè. Cá xác ta cho hả? Dạ. Ừ. Cho nào có chiều nữa nè. Ừ. Chú chia ra ăn ha. Còn nào kia nào kia? Nào này nào không à. Bây giờ anh Hời có ruột rau, ruột rồi không quậy ngáo rồi ruột rau. Rau này chú hái hay chú mua? Rau đó hả? Hết rồi. Ta to hết nè là đồ không. Đồ không hết à. Rồi chú cất ở dưới này ta thấy chú khổ quá ta không la gì không? 7 tháng năm nay không ai la, không có bao quỷ la, không ai nói gì trơn. Nó thấy ông mình lên, ông khổ quá, ông bảo làm gì ra. Bây giờ ông bảo qua gì đó. Ừ. Thôi cũng thấy khổ qua chỗ đồ ở đây đỡ đi ha. Đã được. Thấy cũng sống mà quen lắm mình lên mà đâu có cực tội gì. Đỡ hơn nhà trọ. Đỡ hơn ngủ có giường này lại nấu nướng đồ ăn để chén mấy nồi rồi gì có gì đâu. Mưa bên kia có tạt qua không chú con? Không, bên kia không tạt, bên đây không tạt, hai bên đây không tạt luôn. Chú miếng bạc đó ai cho tiền chú mua? Là chú của bác chị cho. Chị ruột hay gì? Chị dâu. Rồi này là của người chị bộ cô cậu cho dạ. 4 năm mai nó lắc ra rồi. Con hỏi thiệt ha, chú còn ai thì cũng có một cái quá khứ dạ. Và chú còn cũng vậy. Thì ngày xưa á, chú còn là ngày xưa chú còn nhậu nhiều vợ bỏ hay sao? Hỏi thiệt có lẽ cũng nhiều quá. Dạ hả? Chú còn bây giờ chia sẻ con thật đi. Tại vì con thấy chú còn bây giờ là ông chú còn bây giờ hiện nay thì chú giống như hoàng đạo rồi dạ. À, nhận được cái khổ của mình cái khổ. Bây giờ thì giống như mình sống vừa lây lắc ra ngoài mình trả cái ngày xưa mình chơi bờ quá ừ. Đúng không? Đúng. Con nói đúng không? Đúng. Thì chú có thể kể cho con nghe được không? Để con giống như đến đây là một người tâm sự với chú vậy ừ. Thì ngày xưa thì cũng nhậu nhẹt bạn bè cũng chơi bờ nhiều khi chơi là cũng chơi em út chị thả nữa đó em út khi cũng như vợ đó chơi bạn bè nhậu nhẹt rồi cuồng cuồng vô cái có vụ đó rồi bắt đầu cái hứng hứng người cũng có chơi út nữa lâu lâu là tiền đâu có chơi em út là gái gú ha à rồi cái bộ tôi chọc cái kẹo cậu trai đi chọc thì đâu quen biết rồi không có nữa là lúc đó là có vợ rồi ha chưa ha ừ. Sau thì ra mới gặp bà này rồi gặp bà ở thời gian thì đâu có chữa bà thôi tôi luôn cặp hay là cưới cặp đâu cưới có gì đâu không nào cưới ừ. Ở nào ngay ra cũng có một cái ba tôi thấy gì ba tôi đó còn sống ông mua cặp thịt qua đem mặn ra cho bên gái mặn cũng con bà là lúc đó là ở có mang rồi chưa còn chữa ừ. Chưa mới bà mới cặp bả rồi ba tôi thấy gì ổng mua hai con vịt qua cúng ông bà bả rồi tôi rồi với bả rồi hại ông bà rồi ăn uống gì sao không cứ gì đó. Nhưng mà sao mà lúc đó là chú khó hay là sau khi cưới rồi xong chú nhậu nhẹt vợ chú bỏ không phải là mình khó nhưng mà cái gì có quá trình của mình là mình cũng có cái tư cách là mình cũng là tà đẹp là mình nhậu nhẹt
hai nữa là bà cũng không chịu, rồi cũng cự cãi nhau rồi đó, nhậu đi luôn. Là lúc đó chú nhậu nhiều không? Cũng làm rồi đó, bạn bè là cũng ra làm hoài vậy. Là bà nhậu không lo làm ăn hay sao? Cũng làm ăn, nhưng nhiều cái là bạn bè ngủ rồi cũng nhậu vậy, cũng vẫn như làm ăn vậy. Đó tôi cũng bán số kiến thiết đi mà mướn mà thuê, đi đào đất vác đất với thùng với xong thùng đúng chơi cắt lúa mướn nữa, vác lúa mướn nữa, sao thì ăn rồi có mấy cắt bây giờ mấy cắt nó làm mấy cắt nó xe lúa hộp rồi không mầm mòn được, bây giờ chịu thất nghiệp thêm nữa, bây giờ mầm không nổi, lớn tuổi già là 70 tuổi rồi mầm mệt quá mà không nổi bệnh. Những bạn mình ra là không nổi. Dạ. Rồi năm cô bác nó thấy gì, rồi giúp, tôi giúp gạo, thóc, ăn, tiền bạc cũng lĩnh. Nhưng mà sau này con thấy chú vẫn còn nhậu mà, rồi bây giờ sau này chú bỏ luôn. Sau này bỏ luôn ạ. Sau này làm ăn là cũng nhậu cũng là lập lại hồ sơ để ngủ, rồi cũng nhậu ra gai, sau này bỏ rồi. Đau, tôi bệnh luôn, tôi nghỉ luôn, vậy rồi ai bừng quá bừng đó rồi, là thương. Không đạo ăn, không có chứ không có đạo ăn. Cho lúc trước là chú xuống đây là chú ở đây là người ta vẫn còn chưa thương chú. Còn nhậu không? Ừ. Sau thời gian là mình thay thấy được cái chuyện nhậu không mong được vào được cái gì. Thôi với bệnh hoạn thôi nghĩ chứ thằng hối vợ con không ai nuôi, chứ lo mình chứ không ai nuôi cho nó. Cho mình đây mình tự tạo mình lo, người ta giúp đỡ mình. Lo đời sống mình sống gạo thóc thì là tốt lĩnh gì đó. Có nghĩa là trước đây thì chú vẫn có thời gian nhậu nhẹt nhiều. Dạ. Bây giờ con bỏ chú. Dạ. Cũng vì nhậu nhẹt. Dạ. Thì sau này chú về già thì chú vẫn còn nhậu, nhưng mà lúc đó chú xuống đây thì sống thì người ta không có thương. Dạ. Mà bây giờ thì ta thương. À, bây giờ có gạo cho ai chịu đau lắm, chứ suy tiền cũng có, chú bệnh chút mà. Một lúc mà chúng ta có tiệm bán thì uống. Ừ. Đâu thì nào đi tận cá nó kỹ rồi, ăn một cái mồi cá cổ chứ làm không nổi, chứ ăn tuổi rồi nhà của bác và chạy không à, lâu mà được thì mặt không nổi, tức quá đi ra mặt cách hồ, mấy bạn ngủ mà hồ đi mặt cách mập, cách đà nẵng là mệt quá, đài mệt rồi, cách mệt còn thở không, nó thở xong ngồi quay á, mệt quá thở, 70 tuổi làm đâu nổi nữa, không nổi nghỉ. Không làm mấy chú ơi, quá mệt đây. Thôi nó nghỉ. Sau thời gian mới là về đấy. Không có chỗ nào đó. Hồi trước cũng ở đầu là quá mút chùm mẹ còn sống ở đầu được. Giờ mẹ chết rồi, giờ mẹ em nó có gia đình, nó có vợ con chật trội hơn là thành ra con thấy ở không được, em mút nó chật trội quá. Kiếm chỗ là anh ở đỡ đi. Thấy gì tôi xuống cầu thì vợ. Có nghĩa là ở với em mà ở không được ha? Không được là gì nó có vợ rồi, hay nữa là nó chặt trộn nó chứ nó còn gì nữa. Nó đuổi gì nữa, nó đuổi cái gì nữa. À thiệt, nào nay có người con gái gì, bà gái gì mà là chung với cha nó cũng có lòng. Nào nay gì, chứ đừng làm gì, chứ phải chưa vợ là anh em ruột gì đó. Nên là chung không bị được, còn có vợ khó lòng lắm. Khó. Khó lắm. Nên nó nói vậy, thấy nó không đuổi mà nói quá cha đuổi luôn, thấy chặt trội còn... Mà nói vậy là chú nghĩ sao? Nhưng mà cũng có đàn bà cũng khó. Khó lắm. Khó lắm. Nhưng mà thì sau này có cỡ trợ cấp gì cho chú không? Em của chú cũng nó cũng có hoàn cảnh nghèo, vợ chồng cũng mà là trợ sống rồi khi nó đánh lưới đánh cầu. Ừ. Có cá nó cho cũng con cá hay con lâu cho làm con cá hay con ăn vậy đó. Em ruột ha. À, nhưng mà nó gạo khóc nó cũng thiếu hụt, nó không có răng rồi. Ờ, cũng cũng khổ ha. Cũng khổ rồi, người ta là không biết gì được. Thành là ai lo, chuyện ai lo, nếu họ ra nếu nấu gì đó. Như cái giường ở đây là ai cho chú? Giường này từ thiện này cho. Từ thiện cho chùa lúc này cho. Giường từ thiện cho. Mình ăn thứ hai là cho ngủ thấy cũng ngon ha. Được, chưa. Con thấy có mình chú là mình là nam mà con thấy nhà của chú là củi nè. Mấy cái này là cũng sạch sẽ. Dạ. Cho nãy chú nam mà chú ở sạch sẽ cũng còn vệ sinh á. Dạ. Chú có quăng bọc được xuống dưới không?
tôi có lại thầy đâu mọc ngủ không mà mua gì đâu gỗ rửa. Còn mấy chỗ lỗ mấy người ở nhà trên đổ nó không có gì đầu gỗ thì nói điện chú thấp sao đèn dầu đằng kia đó phải không? Đèn dầu không vậy còn thấp không? Còn nhiều khi tôi chợ tốn dầu tôi không thấp rồi mình lên trắng trăng trăng lội trăng đây nè đèn bây giờ nó thấp mà dội đi lên tôi nhiều không thấp đèn ngủ thầm ngủ thầm luôn. Thì con hỏi thầy chú vậy rồi lỡ mà sau này lỡ bệnh hoạn rồi kêu ai? Thua cái đó thôi. Mạnh dõi thì được mà thấy đói khổ rồi giúp dọc lắm mà được chứ còn mà cái đau lắm thì không chú ai giờ thì thua cái đó. Có mình là anh thằng đó muốn ai lo hết đó. Mình phải có phước mình sao giữ những cái là nếu mà mình không chết thì cô bác ta hay rồi mình bệnh thì cả của đỡ mà chỉ được vậy nha mua thuốc mình bò hai lần uống cũng đỡ rồi mà không ai dễ nát rồi thì chết mình ăn mấy anh ta hay mình ra nửa đêm thôi mình đâu có ai hay chú rồi anh trăm tuổi già sao chú còn trăm già nó chịu thôi chết rồi nó bị sinh năng nằm nó không nổi trăm tuổi già đâu đi nổi đâu sinh sao đi không nổi nói vậy mà đây, rồi sau này ý nó con nói trăm tuổi già ông mất rồi ông ở đâu ông mất rồi ta có cái chỗ mà này là cái từ hiện người ta có mua hùng mua đất ta xây trong tỉnh nó đào nó ai nhà hộ đất ta cho luôn dưới đó thì tỉnh đây mấy người nhà ta khá là đi ra ông đất chôn luôn cũng ra nó chôn luôn đó dưới này đã từ hiện trong này từ hiện mất còn không có chỗ chôn nữa có hả ừ. Hôm cũng có đồ điện cho nữa đồ điện cho cái hàng ngày đồ ăn này người ta cho chú hay là chú mua nhiều khi cũng mua nhiều khi ta cho nhiều khi nó chẹt quá là không tiền rồi là ta cho không dạ có tiền đi mua chục hai chục rồi ăn. Hôm trước thì con gặp chú á là chú có lần đó là chú uống rượu cái đây cũng lâu rồi sau đó con thấy cũng buồn rồi mấy lần sau thì con thấy chú con kiếm chú mà chú không có chú đi làm hay đi đâu vậy á đi ở nhà thăm bạn bè rồi chơi mà không có điện thoại chú được không biết đường đâu kiếm không có điện thoại dạ nên thành nữ có mạnh thường quân tài trợ cũng không biết sao liền mà cái đường qua đây cực kỳ khó khăn luôn đi coi vòng sớm giờ con kiếm đâu gần cả tiếng đồng hồ luôn con kiếm gần cả tiếng luôn á qua đò nữa tại đây là cái cồn của quán của anh chị mà cái đường cũng nhỏ hẹp lắm đó. Mà hôm nay gặp chú có cuộc sống thay đổi khác gì thấy cũng mừng hôm nay da mà vẻ của chú hồng hào hơn là trước đây con gặp chú á dạ để dụ đỡ nghỉ dụ đỡ hơn đỡ khỏe hơn chút bây giờ là chú 70 tuổi là chú nhận ra được là rượu nó không có mang lại cái lợi ích gì hả không có ích gì hết thiệt thật sanh bệnh sinh hoạt rồi nhậu nhẹt cho bà cho mình nó đau quá tùm lum chân á ăn uống không được tùm lum chuyện xảy ra thôi tốn nhân dân tốn tiền đó tốn sức khỏe tốn đủ thứ không làm gì được không bằng được nữa mà nhầm khi nhậu còn cứ lộn nữa có thể đi đó mà lớn tuổi mình không tự có khi chăng thì cũng có nó qua là ngày xưa đó ông vậy là cái cuộc đời của chú là một khoảng thời gian chú đi làm mà cũng có nhậu nhẹt em múc gái gú này kia nhưng mà bỏ rồi không có nữa nghỉ luôn bây giờ lớn tuổi rồi đâu có bầu lớn nữa nghỉ lâu rồi nghĩ là năm 50 năm mấy tới giờ bây giờ chú có điều ước thì chú ước gì không có điều ước gì là ước sao mà bây giờ mình được có trên bờ cắt mà trên bờ đâu có đất đồ cất không có khó cái là không có đất thôi không có đất thôi cái cây thì bà là mạnh thường quân ta dưới mà điều thiện ta cho 5-3 cái cột 5-3 cái thiết rồi cất mình được đúng rồi cột với kèo 2-3 mét thì người ta cất cho mình được nhưng mà có cái khó là mình không có đất hôm nay gặp chú thay đổi gì thôi chú ăn cơm đi nãy giờ cơm nguội lạnh rồi hôm nay con gặp chú thay đổi gì con mừng ghê luôn á nghe nói là cỡ nào con phải tìm qua bởi vì lớn tuổi rồi nhưng không thay đổi không có cửa mà chú ví dụ như mà người ta thấy chú đáng thương nhá ta thấy chú thay đổi ta cho gạo chú ăn cho
À, cá mắm còn mà rồi. Chú nhậu nhẹt người ta đâu đâu cho. Giờ khi nó nấu nướng ra nó múc cho mình nửa tô miếng đồ ăn canh cá sắp múc xuống cho nữa. Mà ví dụ như chú nhậu nhẹt ta đâu cho. Không cho. Đậm nó cũng không cho. Không cho. Đúng không? Đúng. Mặc dù chú không quậy ai nhưng mà tiền nó không cho. Ta không mà ta không chịu. Không chịu. Nhậu nhẹt ta không chịu. À, cô bác của anh chị ha, chú còn ăn rau này mà chú chưa bỏ nữa nè cô bác của anh chị. Dạ, rau cà cải vô ăn. Bỏ đi chú. Úa rồi. Nó thì nó úa rồi. Bỏ đi. Nó phí mày ăn thì ta bỏ chứ đâu rồi. Chú rồi để chú ăn đó hả? Ừ, ăn từ giờ mấy miếng rồi đó. Úa rồi, bỏ đi nha. Bỏ. Ăn bệnh á. Ngủ chín bỏ rồi, lại tiếp rồi. Giờ mấy miếng rồi chứ. Làm mấy miếng ăn đó khó tiêu lắm á. Ừ. Dạ không có gì chấm ăn phí bà. Ngoài cái ước muốn có đất thì chú còn ước muốn gì nữa không? Cũng ước muốn làm sao là mình có được chiếc xe. Xe Trung Quốc gì đó 3-4 triệu gì đó rồi mình chạy đi tu hiền, mình chạy đi với sao đạo rồi mình đi là xã hội, mình đi mà cầu nguyện đi tu. Bây giờ bây giờ muốn đi cầu nguyện luôn hả? Ừ. Sao tự nhiên muốn đi cầu nguyện? Dạ, mà không nói đi cầu nguyện với đồng đạo đi đâu mà ăn đó à. Mà phải lo, ta lo. Đi nhà nào ta lo này nấy hả? Đi cầu nguyện để có ăn hay là cầu nguyện để tạo phước? À, mình có phước, với lại là một mình có ăn nữa. Hai đó chú, tôi lại là chú có cho coi ăn à. Chú cho uống này đi ăn. Dù lại là gia đình mình đó bị có người mà qua đời mất đó. Mà đồng đạo lại cầu nguyện mình chơi đó. Người ta cũng đãi đàn mình, người có người đãi nước, bánh, cho người thì cũng đãi bún, cháo, cơm. Có gian người ta đi? Không được. Người ta không có chuyện của ta, không có xe tới hai chồng. Thì nhiều khi xe kia thì đi hai người. Nhưng mà thôi chú ơi, lớn tuổi chạy đi gì nữa. Thì có chăng này chú ở nhà, chú kiếm kinh giảng và chú đọc hay hơn. Gạo thì ta tự cho chú. Còn bây giờ nằm ở nhà chú xin mấy ông tu sĩ hòa hảo á. Xin một hai cuốn kinh chú ngồi nhà chú tự đọc, chú tự ngẫm. Tôi cũng đọc giáo hòa hảo. Chú thuộc câu nào của đạo không? Tôi không thuộc. Đọc con nghe thử coi. Nam mô A Di Đà Phật. Thảo ơn nay đã hết rồi. Bồn bà biên chuyển đổi dài gia can. Năm mèo khỉ màu gió đàn khắp trong trần hạ ngôn ngàn tiếng chi. Ngồi buồn điên tỏ một khi bá già khổ não vậy thì từ đây bởi vì tôi ở nhà mà tôi bỏ văn ôn rồi liệu tôi không liệu rất là đúng quên. Ô đọc hay đó, tôi đọc có chất giọng hay á, tôi đọc hay lắm, chú ngâm hay á, hay bài cầu nguyện rồi bài là bài cúng còn cúng cúng người tổ rồi chú đọc con nghe thôi, bài cúng người tổ ha. Nam mô A Di Đà Phật. Đầu cuối lại cô quyền thất tổ, ngọ đáp ơn bảo bố sanh thành. Nay con quy Phật tu hành, cô quyền thất tổ lòng thành chứng chi. Lời Phật dạy từ bi bác ái và nhân từ quán đại mở mang. Hiếu trung còn giữ vẹn toàn, tự gài trăng giam lăng loạn như xưa. Xa hương đặng khước thừa của Phật hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh. Hiếu trung còn hồn nhẹ nhàng vượt khỏi tử sanh.
nguyện đem công quả tu hành. Lòng bỏ lâu quên thầy giờ có rồi buông rồi, nguyện đem công quả tu hành cứu chồng tông tổ giáng sanh liên đài, về Phật quốc ngày ngày an lạc, cả giống vòng giải thoát lưng trầm, rồi đem đạo pháp quyền thâm độ trong sanh chúng hết lầm hết mê. Còn đoạn nào nó không nghe hay quá hả? Còn đoạn nào khi người đời tu niệm thôi không? Cũng có chân chú ơi, mà đây giờ có hai ba câu vậy không? Lâu quá mà thành tôi nó ôm chân ôm rõ liền mà nghèo khổ cũng cứ rối trí thanh gió rồi bỏ qua lâu rồi, mấy năm nay 4 năm 7 năm nay đó. Một lần là tôi là đi cầu nguyện đi ăn tương, ăn tương không ăn chay đó nha, cả 10 năm hơn 10 năm đó. Tôi mới nghĩ về bạn rủ nhậu mà đầu nhậu với nó bằng thương đó mà có gì hỏi cấp mới ghiền mày ba mạnh rồi kia nhậu ăn tương hả? À cơ mà cũng nhậu rồi thôi cái gì cũng nhậu nó bị viêm nữa đó. Ngã sang mặn luôn là sao ngã sang mặn mà đầu nhậu mặn cấp ở trên nhậu hướng hả, nó nhậu ta la ruột heo cá nướng đồ ăn vung dao cho nó vậy là tính ra là chú có tâm Phật đó ghê. Dạ rồi bây giờ cái thời gian lâu quá nó bé thằng này gấp ăn thử ăn giết qua mặn luôn rất luôn. Bây giờ có tính dự định ăn tương nộp kinh lại không? Chắc là ăn tương bây giờ ăn lại là giảm chế ăn lại 4 bữa rằm 14 9 30. Dạ rằm 14 chú đọc những cái câu giảng nghe chắc giọng cực kỳ ngâm hay ghê á. Dạ. Và đặc biệt là chú tuổi cao gì mà đầu óc chú còn minh mẫn nhớ lại những cái câu sấm giảng của thầy nhớ nhiều lắm. Con thì quên con cứ nằm suy nghĩ và mình đọc tới đọc luôn nhớ đó luôn mình tặng hai câu khuyên người đời tu niệm đi. Quên đi rồi. Suốt cổ kim chẳng sót một ai nè, lực nhân quả thật là cao diễn đó. Lực nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm việc thắng ngay, hai bền chỉ có ngày thông thàng. Bỏ lâu rồi rồi. Con nhắc chú thêm vài câu đó được nữa được không? Nhắc rồi. Chưa, để con bấm nhắc cái ha. Lấy của người sắm ăn sắm mặc, chẳng kể công nước mắt mồ hôi, cả lương dân và luôn bồi hồi, ngày làm lụng đêm lo gìn giữ. Ngài làm lụng đêm lo gìn giữ, trốn pháp lực tập tành đủ thứ, rồi đào tường phép dắt quân đồ tội chập chồng đâu biết ở mô, trốn người khỏi trốn trời nay đuốc huệ từ bi đã gọi vào thân tâm những kẻ gian phi hãy tu thân bền chí vô nghị của phi nghĩa làm chi nên chuyện lực nhân quả thật là cao diện, suốt cổ kim chẳng lọt một ai, vậy ta nên làm
làm việc thắng ngay, hai bền chỉ có ngày thông thà. Rồi quá hay. Kính thưa cô bác quý anh chị, vừa rồi là những giảng, những bài câu trong cái trích trong quyển 5 của Đức Thầy. Quyển 5 à, đó. Thì Bùi Hồ chỉ muốn tại chú nói là chú cũng từng muốn đi tu niệm, và chú đã muốn quay đầu lại để làm một cái người lương thiện ở người lương thiện xã hội. Ở xã hội, và chú chỉ tu tập thôi. Nên thành thử là Bùi Hồ mới nhắc lại những câu sấm vàng của Đức Thầy để cho chú đọc, chú nhớ lại, để cho chú có thể gợi lại để chú nhớ được. Thì mong là một cái hữu duyên nào đó thì sẽ có ai hoặc là tặng cho chú một cái quyển sấm vàng. Bây giờ chú còn đọc chữ được không? Mắt làng quá trời. À, hoặc là cho chú một cái radio là chú nghe lại. Được không? Được. Tặng cho mai mốt con qua tặng chú radio sấm vàng có thể thu lại nghe lại cho chú. Rồi sau đó chú nghe lại. Đủ 5 quyển, quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5. Dạ, rồi chú nghe lại rồi chú niệm Phật ha. Niệm Phật. Tôi tự nhiên đêm nào cũng niệm bằng ngày, cũng niệm đêm, niệm bằng nhớ, niệm quên thôi nhớ niệm. Nhưng mà chú đọc cái giọng của chú nghe hay, và cái tâm của chú xuất ra từ thật lòng. Và lại chú là có tâm Phật, nhưng mà cuộc đời nó xui khiến chú ở trong cái kiếp này nó phải vất vả vậy. Vất vả gia xã hội. Thật ra đối với con là một người mà con gặp chú đây là lần thứ ba. Chú quên. Nhưng mà những lần trước á thì con hơi buồn về chú. Nhậu. Chú còn ăn nhậu và hôm nay thì con lại thấy chú rất khác. Dạ. Và con hứa với chú là một ngày gần nhất con sẽ qua thăm chú. Dạ. Con sẽ tặng chú một cái máy nghe đạo. Nghe giảng của Đức Thầy. Thâu vô cái máy nghe đạo mà thâu quyển 1, quyển 2, quyển 3, quyển 4, quyển 5 đó. Thì con sẽ đó. Quay lại chú ha. Ừ. Hôm nay thì đến đây thì không con thấy chú đã tâm tịnh rồi. Dạ. Và đã không nhậu tâm nó khỏe tịnh. Dạ. Lắm. Dạ. Và con thay mặt trịnh trọng, con thay mặt anh Hoàng Việt Kiều Mỹ gửi cho chú 500 ngàn để chú có cơm gạo, chú mua đồ ăn chú ăn. Dạ, đây con gửi chú. Tính chú. Ta nói sống khó khăn mà lại ta cao tu hành. Dạ. Thì đó là điều quan trọng nhất. Làm gì cho cao tu hành à, lòng ta hãy thấy gì cho cao tu hành đó. Có Phật, có là Phật, quẩn vào Phật không đó. Dạ. Thôi thì con cảm ơn chú, chúc chú một cái sức khỏe dồi dào, an lạc ha. Dạ, chúc chú khỏe, đường mạnh. Thay mặt cho chú còn xin chân thành cảm ơn anh Hoàng là Việt Kiều Mỹ đã hỗ trợ cho chú Hoàng với số tiền vừa rồi. Xin chân thành cảm ơn anh, xin chào và hẹn gặp lại. Chào chú, hôm nay con qua gặp chú nha.